Rồi thì bây giờ mình sẽ làm tiếp ha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái này ra, mình sẽ cắt cái này ra ha. Bây giờ các bạn sẽ quay lại cho mình cái phần view nè, các bạn tìm cho mình, các bạn lấy out, các bạn search cho mình cái new folder, tạo cho mình một cái new folder tên là Paces ha, Paces đi. Thì những cái gì nằm ngoài trang chủ thì mình để vào cái folder Paces này, giống như admin CB thôi. Ha, mình sẽ đóng tạm thời những cái này lại. Đầu tiên á là các bạn tạo cho mình một cái file mới tên là file home ha, cái này là home đi, home.plex.php. Rồi thì cái này là home nè. Thì cái home á mặc định các bạn cắt từ cái gì, các bạn cắt từ cái sách hay nên đọc. Cái này là cái menu nè, mỗi trang đều có menu ha. Còn này cái slide nè, mình sẽ tạo thêm một cái nữa gọi là cái navbar, cái này này cho cái slide đó các bạn ha, hoặc là để cái slide cũng được ha. Chấm led chấm led chấm php. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái slide trước ha, cắt cái slide này trước. Cái slide mình cắt từ h3 tới cái đoạn clip này thôi ha. Rồi mình để cái slide qua đây, sau đó mình sẽ refresh lại thì mất cái slide ha. Rồi bây giờ tiếp tục là cái phần sách mới cập nhật, và cái phần mình sẽ copy xuống hết tới cái phần blog, tới phần blog luôn ha, tới cái phần này luôn. Rồi các bạn cut ra, rồi tới cái phần footer luôn ha. Footer thì mình vừa ở nguyên tại vì mỗi trang nó đều có footer hết. Rồi cái slide, ví dụ như cái trang nào có slide thì mình thêm like, còn không có like thì mình không thêm slide ha. Còn cái phần sách này là mình để là làm cái phần content ha. Rồi bây giờ mình là home nè, đã ra thì bây giờ mình sẽ refresh lại, nó còn cái footer thôi ha. Thì ở bên slide này, slider này, bây giờ mình sẽ cho là cái view, mình gọi cái content ha, cái section content thì nó sẽ nằm ở đây ha. Rồi tiếp tục mình sẽ view cái này slider ha, slide đi, rồi nằm ở đây, cho slide nó nằm ở đây. Thì cái trang home á mặc định nó có slide đúng không? Bây giờ các bạn sẽ đóng cái này lại cho mình nè, đóng hết cái này lại, mình sẽ đóng lại ha, để mình dễ làm hơn. Rồi ở đây các bạn sẽ cho mình là một cái attend cái layout nó ha. Attend là cái layout thì mình sẽ vào, mình sẽ ra trang từ home nè, mình sẽ ra Paces đúng không, mình sẽ ra Paces, sau đó tới phần layout. Rồi ha, rồi tiếp tục là cái này là cái section là content ha các bạn, section content. Rồi tạm thời như vậy ha. And section. Rồi bây giờ thì các bạn refresh thì nó cũng chưa hiển thị ra cái gì đâu các bạn ha. Thì bây giờ cái slide này mình vẫn để nguyên, tắt tạm thời tắt đi ha. Bây giờ cái controller nào mình dùng để hiển thị ha, bây giờ mình mở lại cái raw web nè. Thì cái home home controller nè, các bạn mở home controller lên thì mặc định cái này là dành cho cái trang ấy rồi. Bây giờ mình sẽ tạo một cái index controller hoặc là index controller ha. Php action index controller để làm cái controller cho cái để làm cái controller cho cái trang chủ ha. Make controller. Rồi ok, đây index controller. Đầu tiên á là mình sẽ public function, ghi home đi ha, home. Rồi thì cái trang home này nó sẽ return view về cái gì các bạn, về trang Paces, folder Paces, sau đó vào cái home mình tạo ha, home. Rồi ok, thì bây giờ tiếp tục tới là web nè, mình sẽ ghi là get đây, return layout là không 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 ấy nữa ha. Mình sẽ ghi một cái function khác là index.controller. Rồi ở đây mình sẽ ghi là index.controller.
index class home. Rồi ok. Bây giờ mình thử đây nè, các bạn sẽ thấy nè ha. Ok, nó ra rất là đẹp ha. Đó, nó gọi cái view content này. Tại vì sao? Tại vì cái index này mình trả về pay home sys, có nghĩa là đây là trả về cái trang applet này, thì cái applet này nó extend layout, có nghĩa là nó cộng thêm cái layout này ha. Còn cái phần này là cái phần section, có nghĩa là cái phần content, có nghĩa là nó lấy nguyên cái phần này nó nhét vào cái view content này của mình ha. Đó, còn cái slider nè, bây giờ mình muốn cái home có slider đúng không, thì bây giờ mình sẽ quay lại cái phần slide. À không, các bạn quay lại cho mình cái home nè, home ha. Ở đây cái ten layout thì các bạn sẽ gọi cho mình một cái section nữa, đó là section slide. Slide ở đây ha. Rồi mình sẽ là end section ở đây. Đây là cái phần slide nè. Thì cái nào đây, ví dụ như cái phần layout nè, thì cái phần này có view slide đúng không, nó gọi là có phần view slide đây, thì mình sẽ nhét cái slide vào bằng cách là mình sẽ include cái gì, cái trang slide ha, include cái phần name slide nè vào cái section slide ha, mặc định nó sẽ gọi lại ở đây thôi. Rồi pages chấm gì các bạn, chấm slide. Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ thử, các bạn refresh lại cho mình nào. Đó, thì nó sẽ có slide nằm đây ha. Thì ví dụ như các bạn tạo một cái trang khác, gọi là trang cho chuyện đi, chấm led, trang này là trang để hiển thị chuyện ha, nó chấm php. Rồi còn một cái trang nữa là trang chapter ha, để dùng để đọc chuyện ha, chapter chấm led chấm php. Rồi ok, thì cái chuyện này, bây giờ cái chuyện này mình sẽ thiết kế cho nó một cái chuyện ha, mình sẽ thiết kế cho nó một cái khác. Bây giờ các bạn quay lại cho mình cái trang home nè. Ở đây mình sẽ gắn cái link cho nó. Sách hay xem nhiều nè, mình sẽ gắn ở trên cái sách mới cập nhật này đi. Thì mỗi cái H3 này cái link của mình, bây giờ mình sẽ cho nó ôm cái mô tả và cái hình ảnh luôn ha. Rồi, nó như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó vào một cái round có tên là category, chuyện đi ha, round có tên là chuyện. Và mình truyền cho nó cái ID ha, mỗi chuyện nó đều có ID và có slot. Đầu tiên mình truyền cho nó cái ID trước đi. Nó có cái ID là 5 đi ha, ví dụ là 5. 5 đi. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ ra mình refresh lại. Nó không xác định được route chuyện ha. Thì cái route chuyện này, bây giờ mình quay lại web nè. Route đọc chuyện đi ha. Đọc chuyện, ra đọc chuyện đi. Rồi bây giờ mình quay lại cái web. Ở đây mình sử dụng luôn cái index ha các bạn. Index controller là đọc chuyện. Thì cái get của nó là bây giờ là resource index. Giờ mình thử refresh nè. Đọc chuyện does not exist index, đọc chuyện does not exist. Thì get ở đây mình sẽ get là đọc chuyện các bạn. Đọc chuyện ha. Rồi, mình sẽ gắn cho nó một cái ID ở đây. Rồi, ID ở đây ha. Thì index đọc chuyện không có nè. Bây giờ mình sẽ quay lại cái index nè. Mình sẽ cho nó một cái function, public function đọc chuyện. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ thử ha. Mình sẽ thử đọc chuyện not defined. Bây giờ mình sẽ cho nó là chuyện. À quên, các bạn quay lại cho mình cái home đi.
đọc chuyện chứ, round là đọc chuyện ha, đọc chuyện. Rồi bây giờ là với cái ID là 5 đi các bạn. Rồi nó sẽ như thế này ha, đọc chuyện mang cái chuyện ID là 5 đó, nó không xảy ra lỗi gì hết ha. Mình sẽ cho return view, mình sẽ trở về là cái trang chuyện đúng không, return view pages trang chuyện. Rồi bây giờ mình sẽ tạm thời trả về cái trang chuyện trước đó, thì trang chuyện hiện tại nó cũng chẳng có gì ha. Bây giờ mình ghi là chuyện thử. Rồi bây giờ mình sẽ đọc chuyện not defined route home home, các bạn quay lại trang home đọc chuyện. Bây giờ các bạn cho xịt 5 đi ha, 5 ở đây luôn. Rồi fresh. Ở đây mình sẽ cho một cái name tên là đọc chuyện đi ha. Rồi not defined. Ở đây bạn tạm thời bạn xóa cái round này cho mình đi ha, xóa đi. Rồi tạm thời lên như vậy. Thì bây giờ mình đã kiểm tra cái kia thì mình chỉ việc là ghi đọc chuyện 5 này thôi. Đó, thì nó quay lại trang chuyện. Thì cái trang chuyện á, bây giờ các bạn copy cho mình cái content này, bắt ra đây. Thì cái content này bây giờ mình sửa lại ha, mình sửa lại. Cái này các bạn xóa hết cái này đi cho mình ha, xóa hết cái này đi cho mình. Vậy là section này thôi ha. Rồi, nó sẽ như thế này ha, nó có slider luôn ha, nó có slider. Thì ở đây ví dụ như mình không có slider thì mình trắng cái slider lại ha, mình làm trắng cái slider lại đó, mình coi như không có slider ha. Rồi đầu tiên các bạn sẽ search cho mình là cái các bạn search cho mình là Crack Chrome Bootstrap 3 ha. Ở đây mình sẽ sử dụng Crack Chrome là cái này nè các bạn ha, các bạn thường thấy trên trang web đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái phần Crack Chrome này trước, mình quăng ở trong section này luôn. Thì cái section này nó chịu cái container rồi cho nên mình không cần phải làm container nữa ha. Đây nó sẽ được như thế này. Rồi tiếp tục mình sẽ phân ra hai cái deep last row, mình sẽ thêm một cái row nữa. Thì cái row này một phần mình sẽ commit 4, commit 3 đi ha, commit 3. Và một commit 3. Ở đây mình sẽ chia ra hai cái cột là cột chính và cột 3 ha, cột chính và cột 3. Đây, 3. Cái này trong cái cột 3 này mình sẽ cho một cái div class cột chính này, mình cho một cái div class row nữa. À không, div class cột trong cột chính nó sẽ chứa hai cột, đó là cột 3 để hình ảnh nè. Và một cột nữa đó là cái cột thông tin, có nghĩa là tác giả hay là số chat ha. Đó, rồi cái này là cái cột là mình để H3 là danh mục chuyện ha, danh mục chuyện đi. Rồi. Đây mình refresh lại. Đây, phần danh mục chuyện nằm ở đây. Còn cái này là phần hình ảnh nè. Thì bây giờ cái phần hình ảnh á, mình sẽ tạm thời mình qua trang home, mình copy cái hình ảnh này ha, mình quăng vào đây. Rồi. Nó sẽ được như thế này. Rồi, cái phần này bây giờ mình sẽ cho một cái well một cái li ha, một cái li. Thì bây giờ gồm có là tác giả nè, tác giả câu chuyện nè. Tác giả. Ví dụ như Yokoshima đi, Yokoshima. Rồi, tác giả số cháp ha, số cháp. Số chapter, ví dụ như là 200 đi. 200 chapter. Cái này các bạn cho mình thêm một cái div class row ở đây nữa ha. Tại cái này là một hàng luôn. Nó sẽ hiểu là một hàng luôn. Để cho nó không có bị rớt xuống các bạn ha, nó không bị rớt xuống như thế này.
Rồi. Rồi. Các bạn điền như thế này ha, rồi số lượt xem chapter. Ở đây mình sẽ để là xem mục lục ha, xem mục lục mình sẽ cho một cái thẻ A. Để mình làm cái phần xem mục lục cho nó dễ ha, xem mục lục. Rồi, cái thẻ A này mình sẽ gắn code sau ha. Rồi. Ở đây mình sẽ cho một cái thẻ LI nữa có tên là một cái button. Thẻ A mang một cái button ha. Class bằng btn nè, btn primary đi. Rồi, ở đây đây là hgrep dẫn xuống đọc ngay nè. Online đi. Rồi, đọc online ha. Bây giờ mình sẽ xem nè. Đó, nó sẽ như thế này. Rồi. Last là info chuyển đi. Đây là info chuyển. Rồi. Thì bây giờ thẻ style mình gắn đây luôn ha các bạn. Style tạm thời mình gắn đây. Thì cái info chuyển này nó một thẻ đúng không? Thẻ well ha. List style nên. Rồi, tạm thời mình làm như vậy đi. Rồi, cho nó mất cái đó đi ha. Rồi mình sẽ làm stylist sau ha. Ở đây mình để danh mục thì mình để là sách hay xem nhiều đi ha. Sách hay xem nhiều. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho một cái phần ở dưới div không này nữa. Div chính này chứ. Chính cột, ba cột chính cột này ha. Một cái gọi là cái Deep Class, mình cho một column 12. Nó sẽ có là phần mô tả các bạn ha, một mô tả của chuyện ha. Rồi mình sẽ bắt ra phần mô tả, ví dụ mô tả chuyện như thế này. Cái phần tóm tắt chuyện đó các bạn, mình sẽ hiển thị ở đây ha. Rồi. Đó, nó sẽ được như thế này. Rồi sau đó là mình sẽ làm tiếp cái phần ở dưới là phần mục lục ha. Phần mục lục thì ở đây mình sẽ cho một cái thẻ HR, HR thẻ gạch ngang các bạn, thẻ gạch ngang đây. Ở dưới đây mình sẽ ghi là phần mục lục, cho thẻ H4 luôn đi ha. Mục lục thì cái phần mục lục này bây giờ mình sẽ copy luôn cái thẻ ULI này. Nó chỉ là thẻ LI thôi ha. Bây giờ thì thay vì mục lục chuyện nè, để mục lục mình để class tục mục lục chuyện ha. Rồi. Hgrep bằng. Ở đây mình sẽ để những cái mục lục. Rồi, tạm thời là mình ghi vậy đi ha các bạn. Đây, refresh. Đó, này số chương ha. Để ví dụ như có nhiều chương thì nó hiển thị bấy nhiêu ha. Nhiều chương. Rồi, cái này mình stylist sau ha. Đó, là coi như mình sẽ xong cái phần ấy rồi ha. Ví dụ như trang chủ nè. Rồi, khi mình click vào một 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 bài đi thì nó sẽ chuyển qua cái trang đọc truyện dựa vào cái ID đó là cái trang này ha. Thì các bạn sẽ click vào mục lục thì nó sẽ chuyển tới mục lục cho các bạn ha. Hoặc là xem online, đọc online. Rồi, thì mình sẽ thêm một cái nữa là sách liên quan, có nghĩa là sách cùng chuyên mục các bạn ha. Thì div 12 cột 12 12. Rồi ok, mình sẽ nằm trong cái div này ha. Mình ghi sách cùng danh mục đi, sách cùng danh mục. Thì cái sách cùng danh mục này bây giờ các bạn sẽ copy cái phần home này, các bạn qua phần home này, mình sẽ copy cái một cái row sau đó ba box này ha. Ở đây mình sẽ delete class bằng row. Đó, nó sẽ nằm trong chính cột thôi các bạn. Tại vì cái này cái div này là cái div chính cột nữa, các bạn đừng lo ha. Nó chỉ nằm trong chính cột này thôi. Rồi. Ba cột này. Bây giờ mình sẽ refresh đây một bài ha, một bài. Bây giờ các bạn sẽ không cho cái này đi. Cái này thì nó ấy quá. Này nó làm cho cái của mình nó nhỏ lại ha, nó hơi nhỏ. Rồi, như thế này, bây giờ mình sẽ cho nó là 4 đi. À, 4 luôn đi ha, cho nó bự ra. Rồi. 4. Rồi, như thế này. Hồi 3 đi. 4 nhìn thấy ghê quá.
Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục ba cái này. Ba cái này ha, 1 2 4 cái ha. 4 cái là đủ 12 cột luôn các bạn. Ta sẽ như thế này. Đó, mình cho hiển thị 4 cái ấy thôi ha. Bây giờ mình sẽ cho cái này là H H5 đi. H4 thì nó to quá. H5 thì coi nó nhỏ cỡ nào ha. Đó, nó nhỏ vậy thôi là đẹp rồi các bạn. Đó, nhỏ cái vậy thôi là đẹp ha. Đó, đơn giản.